Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sau khi đi vào khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gặp vùng nước lạnh, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu dần đi. Trong ngày hôm nay, nó sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và tan đi trên khu vực phía bắc của Biển Đông. Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới là không còn đáng kể, tuy nhiên tác động của khối không khí lạnh thì vẫn còn. Vì thế, trong ngày và đêm hôm nay ở khu vực phía bắc của Biển Đông, khu vực biển huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2m50 tới 3m50 khiến cho biển động. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa rào và dông chỉ xuất hiện một vài nơi, nên tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Ở miền Bắc, khối không khí lạnh đã suy yếu, trời nắng sớm, nền nhiệt vì thế sẽ tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ sẽ đều duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn với miền Trung, trong buổi sáng ngày hôm nay, tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn còn có mây nhiều, có lúc có mưa, nhưng đến trưa và chiều mưa cơ bản cũng chấm dứt. Cả miền Trung trời tạnh ráo và có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Tại khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận ít mưa và nắng sớm hơn, nên nhiệt độ cũng nhỉnh hơn và dao động từ 31 đến 32 độ. Ở miền Nam, thời tiết tạnh ráo, khoảng thời gian từ giờ đến 14-15 giờ chiều, ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn có nắng. Nền nhiệt ngày ở khu vực Kon Tum và Gia Lai là từ 30 tới 31 độ, ở tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng mức nhiệt 28 đến 29 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Chiều và tối ở phần phía nam của Tây Nguyên, tại khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng cũng như là tại các tỉnh Nam Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa rông. Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.